Đạo Phật không cứu độ ai hết. Đạo Phật xây dựng giáo lý của mình trên nền tảng của luật nhân quả, nên không cứu độ ai hết. Cho nên, Đức Phật chỉ có dạy cho mọi người phải nhìn thấu suốt lý và luật của nhân quả, để tránh làm những điều ác, thường làm những điều thiện. Chính là để không làm khổ mình, khổ người, không làm khổ mình, khổ người là để vượt thoát ra cảnh khổ của chính mình thoát ra cảnh khổ của chính mình là đã thông suốt lý duyên hợp của nhân quả. Thông suốt lý duyên hợp của nhân quả, tức là quét sạch màn vô minh. Quét sạch màn vô minh, tức là chi kiến giải thoát. Người có chi kiến giải thoát là người thoát khổ trong kiếp sống làm người, tức là làm chủ sanh, già, bệnh, chết. Muốn được vậy, hành giả phải tu tập giới, định, tuệ tu tập giới, định, tuệ thì phải tự lực mình, chứ không nhờ tha lực ai được cả. Trưởng lão thích thông lạc Trích đường về sứ Phật, tập 8, trang 49-50 nhà xuất bản Tôn giáo 2011